Vâng, xin chào tất cả quý anh chị các bạn đã trở lại với kênh của Tota Su ở Thanh Hoa Tử Liêm. Ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ một chiếc xe mới về đại lý ạ. Và lần đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ nội dung chính của kênh Tota Su ở Thanh Hoa Tử Liêm, chuyên cung cấp các dòng xe lướt, xe cũ mua bán đã qua sử dụng. Và chúng tôi xin cam kết những chiếc xe bán ra là không đập đụng, không hợp nước và được kiểm tra 176 hạng mục từ Tota, từ đại lý ạ. Nên vậy, quý anh chị khi mua chiếc xe từ Tota Thanh Hoa Tử Liêm bán ra thì chúng tôi sẽ cam kết và yên tâm sử dụng ạ. Và một lần nữa xin chào quý anh chị. Và ngay bên cạnh Tuấn đây là chiếc xe Coratis được sản xuất năm 2022, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, phiên bản 1.8V. Chiếc xe này là ngoại thất màu đen và nội thất bên trong màu đen ạ. Và hiện tại thì Tota Thanh Hoa Tử Liêm đang chào bán với mức giá là 715 triệu đồng. Nếu quý anh chị đang quan tâm đến chiếc xe sedan hạng C này thì có thể liên hệ vào số hotline dưới góc màn hình hoặc để lại bất cứ thông tin comment, nhận xét, đánh giá phía dưới clip ạ. Và tôi cũng muốn chia sẻ cho quý anh chị các bạn nhé, một chiếc xe mà nguyên bản này, không đâm đụng, không ngập nước và keo chủy còn nguyên zin, xe từ đời Tota Thanh Hoa Tử Liêm bán ra, quý anh chị yên tâm ạ. Ở phần đầu xe thì với model năm 2022 được nhập khẩu với chiếc Thái Lan thì được trang bị những cái gói công nghệ an toàn rồi nhá. Logo được in chìm này, tích hợp Tota Safety Sense đó, và hệ thống đèn là đèn full led rồi, có những cái viền mạ chrome phía trước này, đèn sương mù cũng đã được trang bị, và những cái nắp capo này có những cái điểm dập nổi. Thật sự đối với quan điểm cá nhân của Tuấn thì Tuấn rất thích chiếc xe Altis trong xe đàn hạng C này, và có cảm giác lái cũng rất là tốt nữa. Nếu quý anh chị có nhu cầu thật sự và đang có mong muốn sở hữu chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp và qua xem ngắm nghía trực tiếp ạ. Và hiện tại sơn nhá, nguyên bản 100% tất cả phần ngoại thất. Và thân xe thì Tuấn muốn chia sẻ cho quý anh chị nhé, đây là bộ mâm lốp này, thiết kế thể thao nhá. Với cái kích cỡ lốp Tuấn muốn chia sẻ đây đó là 225 trên 45 và R17, mâm 17 inch, nhìn thiết kế của Altis phiên bản tiền nhiệm trước đây hoặc phiên bản này tôi thấy đều đẹp cả. Ngay phần phía trên thôi chúng ta đã có những cái viền mạ chrome này ở phần chân kính nhá, là làm sao phần sáng mà nổi bật hơn cho chiếc xe sedan hạng C này. Và thiết kế theo nền tảng khung gầm TNGA của nhà Tota được nhập khẩu với chiếc Thái Lan thì chúng ta sẽ có một cái góc chữ A này rất thoáng khi quý anh chị lái xe ngồi ở vị trí của chúng ta, nên là không hạn chế bị cái điểm mù ở góc chữ A. Gương chiếu hậu ngoài xe chúng ta sẽ có sinh nhan tích hợp trên gương này, chỉnh điện, gập điện và tự cụp ạ. Còn về phần tay nắm cửa này, đây được mạ chrome và chúng ta đây ra vào bằng cảm biến rồi, vì là chìa khóa là sử dụng chìa khóa thông minh. Phần phanh thì chắc chắn rồi, ở phiên bản Altis của chúng ta thì là phanh trước, phanh sau đều là phanh đĩa. Và đuôi xe nhá, Tuấn thấy ở đây những cái đường cong này, thiết kế kể cả phần đèn full led vuông vức này, tạo nhìn cái phần đuôi của chiếc xe này nhìn rất nổi bật, và làm sao chúng ta sẽ nhận biết được đây là Altis form mới được nhập khẩu ở Thái Lan ạ. Về trang bị an toàn thì xe cũng có đó là cảm biến sau này, cảm biến góc này, và cả ví dụ mắt camera lùi phía sau giúp quý anh chị khi mà chúng ta di chuyển ở trên phố hay là lùi vào chuồng, vào gara rất dễ dàng. Anten của chiếc xe Altis này là anten là in trên kính phía sau nhé. Đấy, nên quý anh chị sẽ phải lưu ý giúp Tuấn. Và Tuấn đang ngồi bên trong nội thất của chiếc xe của Altis được sản xuất năm 2022 này rồi. Quý anh chị có thể nhìn đây, nội thất bên trong là màu đen hoàn toàn nhé, nhìn rất sang trọng. Và ghế thiết kế thể thao, ôm và có những cái hạt lỗ thông khí giúp chúng ta thoải mái hơn khi mình đi ở trời mùa hè này. Đó, ghế lái của Tuấn là ghế chỉnh điện 10 hướng ấy, rất tiện cho quý anh chị các bạn. Và ở đây chúng Tuấn đã nhìn thấy này, có phanh tay điện tử auto hold từ những phiên bản trước không có này, và có cả chế độ lái sport. Ở phần vô lăng của chiếc xe Altis này thì Tuấn thấy đã được anh chủ cũ đó là bọc thêm vô lăng bằng da rồi, nên là cầm nắm chắc hơn, và cái cảm giác lái trên cái vô lăng điện của Altis cũng sẽ vừa mềm mại, kết hợp khi quý chị đi trên đường cao tốc ạ, cũng sẽ cảm giác chắc chắn. Ở phần trái này thì sẽ bao gồm các nút thao tác đó là tăng giảm lượng, chuyển cây chuyển bài và đàm thoại rảnh tay. Còn bên phải bao gồm các tính năng của Tota City Sense trên chiếc xe của Altis này ạ. Và mọi tính năng như là đèn auto này, gạt mưa cũng đã được trang bị auto rồi. Và cái điều đặc biệt là ở phần màn hình đa thông tin cũng đã được trang bị cái màn hình là 9 inch digital, rồi hiển thị màu sắc và chi tiết rõ ràng các thông số kỹ thuật của xe để quý anh chị an toàn hơn khi mà sử dụng xe, bao gồm những cảnh báo nào. Và về giải trí thì chúng ta sẽ có một màn hình 9 inch kết nối được Android Auto và Apple CarPlay không dây rồi. Tuấn đang kết nối ở một chiếc điện thoại của Tuấn đây. Hiển thị map này hay là nghe nhạc này, rất là thoải mái khi quý anh chị di chuyển trên đường và an toàn hơn.
Atit ở phiên bản 1.8V này cũng đã được trang bị đó là điều hòa tự động hai vùng độc lập ạ. Ghế lái của Tuấn riêng và ghế phụ sẽ là điều chỉnh riêng. Ở phần tablo này thì là bọc da nhé. Và anh chủ cũ cũng đã trang bị với một tablo cái bần che nắng này rồi, làm sao mà hạn chế nhiệt khi mà chúng ta để ở ngoài trời. Gương chống chói trong xe tự động này, xe đã được dán phim cách nhiệt và có cả camera hành trình rồi ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy khi ngồi bên trong này thì cái góc chữ A rất thoáng đó, nên là không bị điểm mù. Quý anh chị lái xe sẽ an toàn hơn rất nhiều đối với Atit sản xuất năm 2022 phiên bản này. Hàng ghế thứ hai của Atit cũng rất rộng như quý anh chị có thể nhìn thấy ở đây, nằm trong phân khúc hạng C của nhà Toyota nên quý anh chị yên tâm về cái độ rộng rãi. Hiện tại có những cái tiện nghi nhà có này, tựa tì tay khi chúng ta có thể di chuyển xa này. Đó, nhưng quý anh chị có thể nhìn thấy Tuấn có chiều cao 1m75 thì ngồi rất thoải mái. Vừa rồi thì Tuấn đã ngồi ở hàng ghế lái thoải mái rồi. Và đây hàng ghế thứ hai có các vị trí hốc rất nhiều để đồ này, và có cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Nếu quý anh chị khi đi vào trời mùa hè này cũng rất mát đến với phiên bản Atit này rồi. Và anh chủ cũng đã trang bị một cái thảm sàn 3D nhá, làm sao Tuấn thấy rất là hợp lý và sạch sẽ để quý anh chị nếu mà trong trường hợp cần vệ sinh. Và đây thì Tuấn muốn chia sẻ cho quý anh chị các bạn nhé, cốp của Atit đây, phiên bản sedan hạng C này rồi, rất rất rộng giúp quý anh chị để đồ rồi. Tuấn biết thì nói chung là rộng khoảng chắc là trên 1m nên quý anh chị sẽ để đồ rất nhiều, chúng ta đi du lịch này hay kết hợp có thể là chở những vật đồ dùng kèm theo ạ. Đó là những chi tiết mà Tuấn muốn chia sẻ trên chiếc xe Cora Atit sản xuất năm 2022 với giá chào bán của Toyota Thái Hòa Tứ Liên là 715 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị còn quan tâm bất cứ thông tin hay muốn xem xe trực tiếp, có thể liên hệ số hotline hoặc là để lại phần comment phía dưới ạ. Và quý anh chị yên tâm nhé, như Tuấn đã chia sẻ, xe cam kết không đông đụng, không ngập nước và yên tâm khi một chiếc xe của từ đại lý Toyota Thái Hòa Tứ Liên bán ra. Và cuối cùng thì rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo ạ.